Chúng ta học để chúng ta hiểu cái gì, trong luận mỗi à, cái yếu tố trong gì? đời chúng ta, mấy cái duyên này nè, quan trọng Mình chỉ cần gì, đôi khi những cái duyên rất nhỏ nó ảnh hưởng đến cái lớn, Ví dụ, một hạt bụi nhỏ vào trong mắt, mình thấy khó chịu không? Khó chịu nó ảnh hưởng cả cái vấn đề cơ thể mình, đúng không? Một cái bữa ăn, nhiều khi ăn cái miếng gì đó là bắt đầu thay đổi cả, cả vấn đề Cho nên để mình gì? Mình học cái này để mình hiểu mình hiểu để mình làm gì, mình có cái tinh thần cả vô ngã, quý vị hiểu không? đó, mình vô ngã để học mấy cái duyên nè, để quý vị hiểu ra, Thì trang nói đúc kết lại là mình học cái duyên nè để làm gì? Một là chúng ta có tinh thần vô ngã là tôi không là gì trong cuộc đời này nếu không có sự hỗ trợ của các điều kiện khác, đúng không? quý vị nghĩ coi quý vị nếu một mình quý vị có sống được, được thế gian này đâu quý vị không thể sống được nếu như không có nước từ nhà máy nó cung cấp đúng không mình phải tự đào để giếng à cũng mệt cho chứ nhiều người không khả năng đào giếng được đâu đúng không ra uống nước sông không được đó. rồi quý vị quý vị phải xài điện từ đâu đó đúng không quý vị phải xài cái thiết bị nào đó vân vân nói chung mình không là gì ở thế gian này thì hoặc là đạo tu đạo như vậy mình cũng không là gì trong con đường tu cả vì mình phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, phụ duyên khác thì từ đó tinh thần vô ngã nó được đề lên và từ đó mình tu nó mới phá ngã được quý vị, quý vị hiểu không? học mấy cái duyên này để áp dụng ở đó. thứ hai là gì? hiểu được cái lý duyên khởi để mà phá pháp chấp. đó là gì? cái gì trên đời cũng có mặt là gì? do sự giúp đỡ của vô số cái khác và bản thân nó nó cũng là đóng một cái mắt xích để cho bao nhiêu cái khác tiếp tục à, tức là cái thằng này nó cũng nó là do bao nhiêu thằng kia tạo ra nên nhưng nó cũng là tạo nên bao cái vấn đề khác à, giống như thiện trang lấy thiện trang là thiện trang là gì thiện trang cũng vậy do dòng họ đó nhà trên mình đó một hồi ba mẹ thiện trang đó cho nên là mới sinh ra thiện trang và do anh chị thiện trang rồi bà con thiện trang rồi thầy cô thiện trang dạy cho đến uh, sau lớn lên đi xuất gia được thầy dạy rồi học pháp được uh, hòa thượng tịnh không rồi bao nhiêu cái thầy khác dạy 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 rồi kinh sách bao nhiêu người dịch đó bao nhiêu người trưu truyền từ xưa đến nay nhiều nhiều như vậy cuối cùng thì đang đọc hết học hết rồi tu học một hồi bây giờ mới thiện gian đóng cái móc xích đại truyền cho quý vị quý vị hiểu không tức là mỗi người hay mỗi vật mỗi yếu tố nào nó đều là nó là một cái nấc một cái nấc thang cho bao nhiêu cái khác và nó cũng là gì nó phải dựa nấc thang đi lên đó quý vị từng bước thang từng bước thang đi lên thì cái nấc thang trên á nó phải dựa vào một mớ cái nấc thang dưới hiểu không và nó cũng là gì bước đệm để cho những bước thang ở trên quý vị hiểu như vậy thì quý vị hiểu lý duyên sinh vô ngã thì quý vị mới tu được còn bây giờ mình cứ tu hồi là à, ta tôi ghê lắm tôi ghê lắm tôi cái này ghê ghê lắm đó. đó cho nên quý vị chỉ cần biết được như vậy là quý vị tu nhẹ nhàng à, và tự nhiên cái phá ngã chấp nó nhẹ nhàng thôi hồi xưa mình cố gắng mình phá cho cố đúng không không cả phá được nhưng nếu mình học về mấy cái duyên này Đào, tự nhiên nó, nó, nhẹ ha tự nhiên mấy cái ngã mình nó giảm và tự nhiên mình cũng hiểu được nguyên lý vô thường vô ngã dần dần mình mới đắc đạo quả Cái hiểu biết đó nó dần dần nó ở trong tâm mình Mà đến khi nó ở luôn ở trong tâm mình Gọi là kiến đế à Kiến đế tức là sơ quả tu đà hoàng à, Đó đó quý vị hiểu không Bởi vì sao hôm nay Xưa hôm nay mình không hiểu bản chất nó Cho nên mình cố gắng Tôi cũng vô ngã lắm mà tôi cũng muốn thế này thế okay, kia nhưng mà cuối cùng không có vô được tại vì không hiểu bản chất còn bữa nay chúng ta học đến các duyên 24 duyên hệ rồi duyên sinh viên khởi vân vân học một hồi thì cái bộ này thì tự nhiên nó khỏi cần phải bắt quý vị buông cũng tự buông đúng không? Tại vì quý vị học cái đó quý vị hiểu như vậy. đó